Du Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Du Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và bạn một căn nhà địa chỉ là 297/24, đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Căn nhà nằm ngay trong hẻm 295-297, ngay chỗ Bách Hóa Xanh với đầu đường chiến lược đi vào á. Hẻm trước nhà thì hẻm rộng, hẻm ô tô đi ha được ha. Đây căn nhà của mình đây. Ngang là ở đây là hình như 4 mét mấy, coi thử 4 mét mấy, tướng ở phía trước này là 4 mét mấy, một cạnh này là 6 mét rưỡi, cạnh bên kia là 5 mét rưỡi. Cạnh trước này là 4 mét rưỡi, bên đây là 6 mét rưỡi, bên kia là 5 mét rưỡi ha. Nhà có hướng chính là hướng nam nha. Ở đây ra mặt tiền đường, từ đây ra mặt tiền đường ngay chỗ đầu đường chiến lược với đường Tân Hòa Đông khoảng 40 mét ha, 40 mét, đầu đường chiến lược luôn á. Vô Hồng review vô trong cho cô chú chị bạn xem ha. Hiện tại là nhà mình đang cao hơn cái mặt hẻm khoảng chừng 3 tấc rưỡi nha. Cái cạnh này là 5 mét rưỡi nè, cạnh này là 6 mét rưỡi nè. Nhà có hướng chính là hướng nam nha, địa chỉ là 297/24, đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Hẻm này là hẻm ô tô nha. Nhà có hai nhà ở phía ngoài là có cái ban công chino này đúc thiệt nè, bên trong là đúc giả đó, nhà mới làm lại rất là mới luôn ha. Trước đây là chủ nhà kêu bán căn nhà này 2,8 tỷ, nay chủ giảm còn là 2,650 tỷ ha. Tường nhà thì chủ dán cao lên 1,8 m rồi nha. Gian bếp thì rất đẹp luôn ha. Cái cạnh bên đây là 5,5 m và cạnh bên đây là 6,5 m ha. Xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 297/24, đường Tân Hòa Đông, đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, ngay góc đường chiến lược với đường Bình Trị Đông ha. Nhà có chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. Đây là gian bếp của nhà mình đây ha, và đây là nhà vệ sinh của nhà mình ha. Đây là nhà vệ sinh của nhà mình ha. Chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với Vũ Hồng qua kênh Nhà Đất Sài Thành, số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ trực tiếp dẫn cô chú chị bạn đi xem nha. Rồi Vũ Hồng review lên lầu để cô chú chị bạn xem nha. Lên trên lầu ha. Lầu để đang để trống, mình có thể về mình sẽ úp theo ý của mình nha. Ở đây mình nhìn thấy rõ là kích thước của nhà mình nè. Cạnh này là anh phía trước là 4,5 m, cạnh bên đây là 5,5 m và cạnh bên đây là 6,5 m ha. Sổ Hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. Đó, ban công rộng rãi ha. Hẻm này là đường này thông ra ngoài Tân Hòa Đông, còn hướng này thì thông ra đường chiến lược với Tân Hòa Đông ngược lại luôn nha. $2,650 ha. Cô chú chị bạn nào thấy căn này hợp lý thì hãy xem vị trí rồi gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. $2,650 giá là hiện tại, và chủ có thể bớt cho cô chú chị bạn nếu mua nhanh ha. 297/24, đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận Sa, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nha.